Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin chọn lọc quan trọng đầu tuần. Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm 9 tháng 5 năm 2019, Chính quyền Donald Trump đã mở rộng danh sách các nước bị Hoa Kỳ cho là thao túng tiền tệ sẽ được công bố vào tháng này và Việt Nam có khả năng bị nêu tên. Theo hãng Bloomberg, các nguồn tin thông thạo vấn đề này cho biết là danh sách mới sẽ có 20 nước so với danh sách công bố vào tháng 10 năm ngoái chỉ có 12 quốc gia. Việt Nam lần này bị Mỹ xem là một nước lũng đoạn tiền tệ vì đã cho hạ giá đồng tiền của mình một cách giả tạo. Danh sách mở rộng còn có thể bao gồm Nga, Ireland, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, những nước đều có thặng dư thương mại lớn với Mỹ tương tự như Việt Nam. Ngược lại, hai nước Ấn Độ và Hàn Quốc có thể được rút ra khỏi danh sách các nước cần giám sát. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã tránh không đưa Trung Quốc vào danh sách đen này vì còn muốn dựa trên thuế nhập khẩu để giảm thất thu thương mại với Trung Quốc. Theo Bloomberg, Bộ Tài chính từ đó đã xem xét các trường hợp của thụy sĩ cùng với 12 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ để chuẩn bị cho bản báo cáo sắp tới. Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia. Thẳng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thẳng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Việc Bộ Tài chính nước Mỹ giảm giới hạn thẳng dư tài khoản vãng lai từ 3% xuống còn 2% trong báo cáo mới nhất đã dẫn đến việc danh sách theo dõi được mở rộng và Việt Nam bị lọt vào diện này. Mỹ lên kế hoạch đánh thuế cao với tất cả hàng nhập từ Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán thương mại thứ hai vào thứ Sáu ngày 10 tháng 5, mà không có sự đột phá nào. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong khi ra lệnh áp mức thuế cao với phần hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc theo Nikki. Tổng thống cũng ra lệnh cho chúng tôi khởi động tiến trình tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ đô la. Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR cho biết trong một tuyên bố. USTR nói rằng các chi tiết của đợt tăng thuế tiếp theo, lần tăng thuế thứ tư đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ được tiết lộ vào thứ hai tuần tới. Lần tăng thuế tiếp theo này của Mỹ theo Nikki sẽ đánh vào một loạt các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh và đồ chơi, chiếm khoảng 40% số lượng hàng Trung Quốc về đối mặt với mức thuế mới. Chính phủ Cuba nói sẽ phân phối thực phẩm cho người dân. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, chính phủ Cuba cho hay họ sẽ bắt đầu phân phối thịt gà, trứng, gạo, đậu, xà phòng và các sản phẩm cơ bản khác cho người dân theo AP. Bộ trưởng Thương mại Cuba, bà Betsy Diaz Velasquez, nói với thông tấn xã Cuba hôm thứ Sáu rằng nhiều hình thức phân phối sẽ được áp dụng để đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Bà Betsy cho biết thịt gà bây giờ sẽ được bán với số lượng hạn chế, cũng như xà phòng, trứng, gạo, đậu, đậu lăng và xúc xích giá rẻ. Cuba vẫn đang áp dụng cơ chế kinh tế xã hội chủ nghĩa, trong đó nhà nước giữ vai trò phân phối thực phẩm, mà nhiều nước cùng chí hướng với họ đã từ bỏ từ nhiều chục năm trước. Hai nước lớn ủng hộ Đài Loan tham gia hội nghị của WHO. Pháp và Canada là những quốc gia mới nhất tham gia vào nhóm các nước ủng hộ Đài Loan tham dự Hội nghị Y tế Thế giới, theo bản tin ngày thứ Sáu của Taiwan News. Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị tổ chức vào các ngày từ 20 đến 28 tháng 5 tại Geneva đã trôi qua và như hai năm trước, Bắc Kinh đã thành công trong việc cản trở Tổ chức Y tế Thế giới WHO mời Đài Loan tham dự. Tuy nhiên điều đó đã không ngăn được nhiều quốc gia bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với quốc đảo, mặc dù không có sự quan hệ ngoại giao chính thức. Pháp tuyên bố họ sẽ tiếp tục có ý kiến để Đài Loan tham gia vào hội nghị y tế thế giới để người dân của hòn đảo được hưởng quyền lợi y tế như phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, Canada cũng nhấn mạnh rằng Đài Loan có thể tham gia vào các sự kiện đa phương tích cực của cộng đồng quốc tế bên cạnh các nước lớn khác trên thế giới như mỹ úc và đức cũng ủng hộ đài loan tham gia sự kiện của who mỹ sẽ giữ nguyên trạng thái trong vấn đề triều tiên phó tổng thống hoa kỳ mike pence cho biết hoa kỳ sẽ giữ nguyên trạng thái trong việc xử lý vấn đề hạt nhân của triều tiên theo john hub trong một cuộc phỏng vấn với fox news phát sóng hôm thứ sáu ông pence đã được hỏi về tương lai của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện hai lần phóng tên lửa liên tiếp trong chưa đầy một tuần và Mỹ mới cho bắt một tàu chở than của Bắc Hàn vì vi phạm lệnh trừng phạt. Ồ, hãy xem Tổng thống Trump thực sự tin rằng Chủ tịch Kim muốn đàm phán, Phó Tổng thống Pence nói. Nhưng như ông ấy đã nói hôm qua, có vẻ như Tổng thống không muốn đàm phán ngay bây giờ. Vì vậy, hãy chờ xem, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng thái hiện tại hồng kông ẩu đả do tranh cãi về dự luật dẫn độ nhiều nghị sĩ bị thương sự hỗn loạn và xô xát đã xảy ra vào thứ bảy tại hội đồng lập pháp hồng kông sau khi có tranh cãi nảy lửa về dự luật dẫn độ phạm nhân từ Hoàng đảo sang trung quốc để xét xử khiến một nghị sĩ phải đưa đi bệnh viện và ít nhất ba nghị viên khác nói rằng họ cũng bị thương theo scmp Cuộc đụng độ đã nổ ra khi phe nghị sĩ ủng hộ dân chủ đấu tranh với phe ủng hộ chính quyền đặc khu về việc hội đồng lập pháp phải tổ chức một cuộc họp riêng để xem xét kỹ lượng dự luật gây tranh cãi. Ở đỉnh điểm của cuộc sâu sát, các nghị sĩ ủng hộ dân chủ được nhìn thấy đang cố gắng vượt qua một nhóm các nhà lập pháp ủng hộ chính quyền, những người đã bao vây ông Abraham Razak, 73 tuổi, thành viên mới được bổ nhiệm vào hội đồng dự luật dẫn độ.